Đây là chiếc Mercedes E240 các bác nhá. Một mẫu xe rất là sang trọng và đẳng cấp. Lúc mới mẫu xe này thì các bác biết rồi, nó phải là vài tỷ đồng. Đấy. Và bây giờ đây đi ạ. Thì bên em bán chiếc xe này chỉ còn là tiền trăm thôi. Đấy, có mấy người trả em tầm giá là 90 triệu rồi. Thế nhưng mà thưa với các bác là với giá đó bên em chưa bán được nhá. Xe của em thì là một chiếc xe đẹp, không phải là chiếc xe kém. Đấy, vẫn còn chất lừ luôn. Máy số của xe đại chất luôn. Bên em đã kiểm tra rồi, cầm bệ chạy chắc, mọi chức năng của chiếc xe đang hoạt động bình thường. Và chiếc xe này đấy ạ, được trang bị rất là hiện đại và rất là sang trọng các bác nhá. Đấy, không phải là giống như là một số những mẫu xe mẹt C đâu, mẹt E nó đẳng cấp hơn các bác nhá. Đấy, những cái phần tắp lên cánh cửa này nó được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp. Đấy, vẫn còn rất là sáng và vẫn còn tương đối là mới này các bác này. Da zin nhá, chưa hề xấu kém nhá. Đấy, và có là ghế chỉnh điện này, và có chế độ nhớ ghế 1, 2, 3, 3 chế độ nhớ ghế luôn. Và đây là kính chỉnh điện của xe các bác nhá. Đấy, những công tắc đấy được điều chỉnh ghế này này. Đấy, và ghế này cũng vậy các bác nhìn xem, nó là ghế da zin nguyên bản theo xe, vẫn còn rất là đẹp như thế này, chưa bị rách và chưa bị xấu và chưa bị lứt nhiều các bác nhá. Đấy, chỉ hơi lứt một tí thôi. Đúng không? Và đây là khóa cửa này, đây là tem này. Đấy, cột kèo của xe là vẫn còn zin hết các bác nhá. Đấy, gioăng cửa xe rất đẹp này. Đấy, tắp lô tắp ni của xe được thiết kế bằng chất liệu da hoàn toàn, da cao cấp luôn, túi khí an toàn nằm ở khắp nơi, có gương chống chói này, rồi có cam hành trình này. Đấy, đầu đài giải trí nguyên bản theo xe này. Đấy, điều hòa auto tự động này. Đây là chìa khóa có khóa khiển các bác nhá. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn nằm ở giữa và có những cái phím điều khiển được nằm ở hai bên. Và ghế bên đây cũng vậy nhá. Đấy, cũng được trang bị là ghế điện và có chế độ nhớ ghế. Đấy, gương chỉnh điện cục gương tự động nữa và gương kính chỉnh điện 4 cánh các bác nhá. Còn đây là cốp đồ này. Đấy, còn đây là cần số tự động của xe này. Chỗ này được thiết kế bằng vân gỗ nhìn rất là sang luôn. Và đây chỗ này được thiết kế bằng lý rất là đẹp luôn. Khung vỏ của xe rất là dày cứng chắc các bác nhá. Chạy dòng này rất là sướng êm đầm. Đấy. Bên ngoài đây thì các bác thấy là có lốp dày này, nano lốp phân nhĩa và nha bét này, rồi xin nhan lo rẽ trên gương kìa. Đấy. Và đây là phần đầu của xe nhá. Phần đầu của xe thì có thể là có rửa đèn pha luôn. Đấy, cặp pha của xe thì có thể còn rất là trong và có đèn đi cầu làm bên trong nhá. Hiện tại máy em đang để đổ. Đấy, mặt nạ các đăng của xe rất đẹp luôn. Cái này biển Hà Nội, tên tư nhân các bác nhá. Đấy. Đấy, đây cũng vậy, rửa đèn pha này, đèn bi này. Mẫu xe dài xích xót là 5 mét luôn. Đấy, với thiết kế là form dáng sedan hai đầu và đời của chiếc xe này ạ. Đời 2003, đăng ký là đầu năm 2006. Máy của xe là 2.6 các bác nhá. Màu đen, biển Hà Nội. Đấy, xinh nhan đẹp chưa? Đấy. Xe các bác mua về không cần phải làm gì cả, đi luôn, dùng ngay thôi. Tính điện của xe rơi xuống êm ái nhẹ nhàng và tính xe đã được dán hết rồi. Đấy, thân vỏ sơn xi bóng mượt. Không bị mục mọt và không bị đâm đụng, không bị tai nạn ở trên cái mẫu xe này các bác nhá. Đấy. Vâng, bây giờ thì em mời các bác xem thêm đến cái vị trí này đi. Đấy, keo chỉ nó vẫn còn này. Đấy, tắp ni của nó rất là tươi mới này các bác nhìn xem. Đấy, rất là tươi mới luôn này. Đấy, cốp mở bằng điện nhá. Đấy, cốp mở bằng điện. Đấy, vách cửa đây. Đấy, ghế đây, ghế xe này cũng đẹp đây, thì rộng đúng không ạ? Đấy, công tắc đèn pha đây. Đấy, có ga tự động cruise control làm đây nhá. Đấy, vô lăng gần gù bằng điện luôn các bác nhá. Đấy, đây là phanh tay này. Đấy, sàn của xe là sàn nỉ. Chân của xe cũng là sàn trần nỉ luôn. Đấy, đây các bác nhìn đốt vào vùng này để các bác thấy được chiếc xe này của em nó đẹp như nào. Đấy, các bác nhìn đi. Các bác nhấn cho em xin là like, nhấn tim và những lần chia sẻ nhá. Và các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn follow, nhấn theo dõi để xem thêm nhá. Đây, công tắc vận chỉnh điều hòa ở khu vực phía sau. Đấy, nỉ của xe ở dưới còn rất đẹp luôn này. Đấy, có cửa gió thổi ở phía sau nữa các bác nhá. Đấy, có rèm che nắng tự động luôn và đây có thêm có cam kìa. Camera nhá. Rồi, như vậy thì em cũng đã quay xong cho các bác mình xem về chiếc xe này. Các bác liên hệ sớm để có giá đẹp theo số theo số là 0938586307 và 0389000555 và 0335838359 các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn ạ.